kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự đặc biệt tối nay thứ sáu ngày 27 tháng 4 của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình để phản ánh về lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trước giờ diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và đại biểu tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ dân hương tại phần mộ song thân tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và khu lưu niệm tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng, đồng chí Trương tấn Sang, nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gửi lãng hoa kính lễ tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Sự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí Trung Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; các đồng chí ủy viên trung ương đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương; về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên bí thư tỉnh ủy, Đặng Văn Cảo, Cao Văn Cường, Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí nguyên phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội phó chủ tịch hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và đại diện gia đình đồng chí nguyễn văn linh và đông đảo các tầng lớp nhân dân xã giai phạm huyện yên mỹ là quê hương tổng bí thư nguyễn văn linh Kính thưa anh Linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân. Cách đây 20 năm, ngày 27 tháng 4 năm 1998, đồng chí Nguyễn Văn Linh, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, giàu truyền thống, văn hiến và cách mạng, đã chút hơi thở cuối cùng về với cõi vĩnh hằng để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè quốc tế. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư xây dựng khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên mảnh đất cũ của gia đình đồng chí tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đây là nơi tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng thời cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho các thế hệ người dân Hưng Yên và cả nước. Tôn vinh những công hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và khẳng định giá trị văn hóa lịch sử của khu lưu niệm. Ngày mùng 6 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 3375 xếp hạng khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là di tích lịch sử quốc gia. Tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng hôm nay trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, vì điều kiện không về dự được buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi lãng hoa và lễ về kính lễ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ban tổ chức trân trọng đón nhận lãng hoa và lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tới dự buổi lễ trọng thể hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý, đại biểu lãnh đạo Đảng, nhà nước Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan trung ương trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ. Đồng chí Hầu A Lành, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban dân vận Trung ương, Ngô Văn Tuấn, trưởng ban kinh tế Trung ương, Đặng Thị Bích Liên, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Quốc Lý, phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hồng Thu Hồng, phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Duy Hưng phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nguyễn thị thúy ngân phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế đào minh tú phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm tất thắng phó tổng biên tập tạp chí cộng sản nhị lê phó tổng biên tập tạp chí cộng sản lê quốc minh phó tổng giám đốc thông tấn xã việt nam vũ khắc hùng ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương nguyễn mạnh cường phó chủ tịch liên minh các hợp tác xã việt nam Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Dương Quốc Hùng, trợ lý thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Văn Nam, trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Đại biểu các tỉnh bạn trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. đại biểu tỉnh Hưng Yên trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Nguyên Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đặng Văn Cảo, đồng chí Nguyễn Đình Phách, đồng chí Cao Văn Cường, đồng chí Nguyễn Văn Cường, đồng chí Nguyễn Văn Thông. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Trung Đỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, đồng chí Bùi Quang Huy, đồng chí Doãn Thế Cường. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Tới dự buổi lễ, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí cán bộ các cơ quan trung ương theo dõi tỉnh Hưng Yên, đại biểu gia đình, người thân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đại biểu các tướng lĩnh là người con Hưng Yên, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh. Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố lãnh đạo huyện yên mỹ qua các thời kỳ lãnh đạo các phòng ban đơn vị mặt trận tổ quốc các đoàn thể và các xã thị trấn thuộc huyện yên mỹ lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và của tỉnh ban tổ chức trân trọng cảm ơn và chào mừng các đồng chí lãnh đạo các vị đại biểu các vị khách quý đã về dự buổi lễ trọng thể ngày hôm nay kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng toàn thể nhân dân để tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ban tổ chức xin trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu dành phút tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn tiếp theo chương trình ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đỗ tiến sĩ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên nên giới thiệu về thân thế sự nghiệp của tổng bí thư nguyễn văn linh và khái quát về khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn linh xin trân trọng kính mời đồng chí kính thưa anh linh tổng bí thư nguyễn văn linh kính thưa đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương kính thưa đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ kính thưa các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành trung ương kính thưa đại diện gia đình đồng chí nguyễn văn linh các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân Hôm nay, đúng ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hưng Yên thành kính tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và ban tổ chức buổi lễ xin trân trọng cảm ơn đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi hoa và gửi lễ kính lễ gửi tới anh linh tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên xin được nhiệt liệt chào mừng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo các cơ quan ban ngành của Trung ương và mặt trận Tổ quốc Trung ương cùng tịch bạn, đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh và các vị đại biểu khách quý, kính chúc các đồng chí cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, khi hoạt động cách mạng thường gọi là đồng chí Mười Cúc, sinh ngày mùng 1 tháng 7 năm 1915, quê thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Năm 4 tuổi, đồng chí đã mồ côi cha, 10 tuổi mồ côi mẹ. Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, đồng chí sớm xác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động trong phong trào học sinh đoàn, một tổ chức do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo tại Hải Phòng từ năm 14 tuổi ngày 1 tháng 5 năm 1930, khi thực hiện nhiệm vụ giải truyền đơn tuyên truyền hoạt động cách mạng, đồng chí bị mật thám phát bắt, sau đó bị kết án tù trung thân và đẩy ra côn đảo. Cho dù lúc đó đồng chí mới 15 tuổi, Năm 1936, được trả tự do, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng sôi nổi và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đầu năm 1939, đồng chí được Trung ương Đảng điều động tăng cường cho thành ủy Sài Gòn chợ lớn, được cử ra lập lại sứ ủy Trung Kỳ. Năm 1941, trong một chuyến công tác tại Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng chí bị bắt thực dân Pháp xử tù 5 năm và đẩy ra côn đảo lần thứ hai trải qua hai lần bị địch bắt với 10 năm bị giam cầm trong ngục tù của chế độ thực dân, những ngón đòn tra tấn dã man của kẻ thù tại địa ngục trần gian côn đảo không khuất phục được ý chí gang thép của đồng chí. Trái lại, nhà tù đã trở thành trường học đặc biệt tôi luyện đồng chí Nguyễn Văn Linh trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung, dày dạn kinh nghiệm và đầy bản lĩnh. Năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí Nguyễn Văn Linh được Trung ương Đảng phân công tham gia chiến đấu ở Nam Bộ và từ đó gắn bó sâu đậm cuộc đời hoạt động cách mạng với đồng bào miền Nam. Đồng chí lần lượt được Đảng giao các trọng trách, bí thư thành ủy Sài Gòn trợ lớn, bí thư đặc khu ủy Sài Gòn gia định, quyền bí thư xú ủy Nam Bộ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 tháng 9 năm 1960, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và được chỉ định làm Bí thư Trung ương cục miền Nam và sau đó là Phó Bí thư Trung ương cục miền Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng tại Đại hội 4 của Đảng tháng 12 năm 1976 và Đại hội 5 của Đảng tháng 3 năm 1982, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí được phân công giữ các chức vụ trưởng ban cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, trưởng ban dân vận mặt trận Trung ương, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thường trực ban bí thư. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đồng chí được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 tháng 6 năm 1991 và lần thứ 8 của Đảng tháng 7 năm 1996. Đồng chí được cử làm cố vấn ban chấp hành Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Linh mất ngày 27 tháng 4 năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Nguyễn Văn Linh trải rộng trên cả ba miền của đất nước trong đó phần lớn thời gian gắn bó máu thịt với đồng bào miền Nam, đặc biệt trong tìm tòi thử nghiệm những mô hình mới ở thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trong cả nước đã góp phần quý báu giúp Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị quyết định xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế mới, mở ra công cuộc đổi mới, bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã đề xướng và kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc đổi mới nhưng luôn luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện nghiêm túc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đồng chí luôn phát huy phẩm chất kiên cường của người Cộng sản, thể hiện cao đẹp, đức tính liêm khiết, khiêm tốn, cuộc sống giản dị, mẫu mực là tấm gương sáng về phẩm chất của người Cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đảng đã ghi nhận thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, thuộc về toàn đảng, toàn dân ta, trong đó có công lao đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Với những công lao, cống hiến đó, đồng chí đã được tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của đảng, nhà nước ta và nhiều nước trên thế giới kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân là người con quê hương hương yên sớm tham gia cách mạng vì nhiệm vụ cao cả, đồng chí Nguyễn Văn Linh tuy ít có dịp về thăm quê nhưng trong trái tim người chiến sĩ cộng sản ấy luôn một lòng hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng từ năm 1967 đến năm 1997 đồng chí đã sáu lần về thăm ba lần viết thư gửi điện về quê hương hưng yên gửi gắm những tình cảm chân thành và căn dặn động viên đảng bộ và nhân dân quê nhà phát huy truyền thống cách mạng tăng cường đoàn kết làm tốt công tác xây dựng đảng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội chăm lo nâng cao đời sống nhân dân nhất là các gia đình chính sách người có công với nước Đặc biệt tháng 11 năm 1997 do tuổi cao sức yếu không thể về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã gửi điện chúc mừng đại hội, vừa thể hiện lòng mong muốn, vừa là lời căn dặn của đồng chí với quê hương. Vì lý do sức khỏe, đáng tiếc tôi không thể về dự đại hội đại biểu của tỉnh được. Xin gửi lời chúc mừng đại hội đạt kết quả tốt đẹp tỉnh ủy sẽ xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như sự quan tâm sát sao đối với quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên những tình cảm vô cùng sâu sắc. Thực hiện di nguyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhất là từ sau tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, quán triệt và thực hiện đường lối đổi mới của đảng đảng bộ chính quyền và nhân dân hưng yên đã kiên trì nỗ lực phấn đấu từ một tỉnh thuần nông điểm xuất phát về kinh tế thấp được sự quan tâm giúp đỡ của trung ương quốc hội chính phủ và các tỉnh bạn đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã kiên trì sáng tạo phát huy mọi nguồn lực tranh thủ thời cơ vượt qua thử thách đưa công cuộc đổi mới phát triển toàn diện sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hơn 20 năm tái lập, Hương Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ vững chắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng cao. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân. Để tỏ lòng tri ân của quê hương đối với công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng nhiều công trình quan trọng mang tên đồng chí như trường chính trị Nguyễn Văn Linh, trường tiểu học Trung, học cơ sở Quảng Trường và đường trục chính của thành phố Hưng Yên đều mang tên Nguyễn Văn Linh. Đặc biệt được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh đã xây dựng khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngay trên khu đất của gia đình tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Đây là công trình có tầm vóc và ý nghĩa lớn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Hương Yên, khu liêm niệm Khánh Thành ngày 17 tháng 9 năm 2004 đến năm 2015 được nâng cấp tu bổ với diện tích 4.600m2, bao gồm các hạng mục nhà tưởng niệm, nhà trưng bày lưu niệm, nhà sắp lễ, khu mộ, thân phụ, thân mẫu đồng chí và hệ thống cảnh quan cây xanh. Về tổng thể, công trình được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống hài hòa và với không gian cảnh quan làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ tại nhà tưởng niệm trong số những hiện vật được trưng bày tiêu biểu có bức đại tự hưng quốc an dân cùng đôi câu đối do giáo sư anh hùng lao động vũ khiêu kính đề khẳng định những công lao cống hiến nổi bật của đồng chí nguyễn văn linh với đất nước dân tộc cũng như thể hiện tình cảm của nhân dân đối với đồng chí trí mạnh tâm hùng chỉ đạo nhân dân cùng đổi mới hương bay khói tỏa nhớ ơn lãnh tụ đã nhìn xa nhà trưng bày lưu niệm với hơn 120 tài liệu hiện vật giới thiệu thân thế sự nghiệp của đồng chí theo 4 chủ đề quê hương đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh với gia đình quê hương nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, những tình cảm của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh. Từ những giá trị quý báu đó, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân. Hơn 13 năm qua, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành địa chỉ lịch sử, văn hóa, tâm linh. Nơi đây đã trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Nguyễn Văn Linh cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Hôm nay Tỉnh Hưng Yên thành kính tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và vinh dự đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trước anh Linh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên xin hứa sẽ quyết tâm tăng cường đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, giành nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội. Giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng hưng yên thành tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam như mong muốn và căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời. Nhân dịp lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một lần nữa, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành trung ương, đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng toàn thể các đồng chí, các vị đại biểu khách quý và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư tỉnh ủy. Tiếp theo chương trình là nghi lễ trao nhận bằng xếp hạng di tích. Ban tổ chức kính mời đồng chí Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên công bố quyết định và điều hành nghi lễ trao nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Kính mời đồng chí. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kính thưa các quý vị đại biểu, sau đây tôi xin công bố quyết định xếp hạng di tích quốc gia. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 3375 ngày 6 tháng 9 năm 2017. Quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 98 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa. Căn cứ nghị định số 79 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số 88 ngày 10 tháng 8 năm 2017 và hồ sơ di tích. Xét đề nghị của cục trưởng Cục Di sản văn hóa quyết định điều 1 xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Điều 2, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại điều 1 của quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều 3, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Tránh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bộ trưởng đã ký Nguyễn Ngọc Thiện. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí có tên lên đón nhận bằng di tích quốc gia xin trân trọng kính mời đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên xin trân trọng kính mời đồng chí trần đăng tuấn tỉnh ủy viên giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch xin trân trọng kính mời đồng chí phạm trần hoạt phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên mỹ xin trân trọng kính mời đồng chí phạm thanh xuân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giai Phạm. Trân trọng kính mời đồng chí Đoàn Hữu Thành, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên trao bằng di tích quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Ấy. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân. Rất vinh dự cho tỉnh Hưng Yên trong buổi lễ trọng thể ngày hôm nay được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các cơ quan trung ương về dự. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa anh Linh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các thời kỳ của tỉnh Hưng Yên. Kính thưa thân nhân và bà con quê hương đồng chí Nguyễn Văn Linh. Hôm nay, trong niềm tự hào và xúc động, tôi và đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước về dự lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh hương yên lời chúc mừng tốt đẹp nhất thưa các vị đại biểu đồng chí nguyễn văn linh sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ tỉnh hương yên vùng đất văn hiến và cách mạng chứng kiến cảnh đất nước lầm than nô lệ đồng chí sớm giác ngộ theo đảng làm cách mạng gần 70 năm hoạt động cách mạng với hai lần bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà thù Côn Đảo, 30 năm trực tiếp chiến đấu ở chiến trường miền Nam gian khổ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn leo cao khí phách, bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ cộng sản với cương vị lãnh đạo xứ ủy Nam Bộ và Trung ương cục miền Nam. Đồng chí đã cùng Trung ương cục miền Nam kiên cường bám trụ lãnh đạo cách mạng miền Nam vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất với cương vị là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí luôn trăn trở cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tìm tòi các biện pháp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, giải quyết những khó khăn vướng mắc, khuyến khích cổ vũ những người dũng cảm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đồng chí nói: khi thấy mình đúng, có ý thức xây dựng của Đảng đã đề ra. Đặc biệt trong bối cảnh các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan rã, nước ta bị bao vây công vận, cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội diễn ra nghiêm trọng, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo vượt qua mọi khó khăn, kiên trì đổi mới theo định hướng xã chủ nghĩa với những bước đi và cách làm phù hợp với hoàn cảnh của nước ta. Công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được thành tựu quan trọng kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được tăng cường củng cố, đời sống của nhân dân được cải thiện, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Cùng với tiến trình đổi mới để kịp thời khắc phục, giải quyết những tiêu cực hạn chế và bất cập trong Đảng trong xã hội, đồng chí đã khởi xướng phong trào những việc cần làm ngay thông qua chuyên mục cùng tên đăng trên báo nhân dân. Những việc cần làm ngay đã tạo lên không khí dân chủ, công khai, nói thẳng nói thật nói đi đôi với làm, tạo luồng khí thế mới trong xã hội, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy đảng, nhà nước và trong xã hội chúng ta. Tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Linh, chúng ta tưởng nhớ tới một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực, suốt đời tận chung với nước, tận hiếu với dân, một nhà lãnh đạo kiên định, bản lĩnh sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người giản dị, cần kiệm, ghét thói phô trương hình thức không ham quyền lực địa vị, luôn sâu sắc thực tiễn cuộc sống, lắng nghe ý kiến và thấu hiểu khó khăn của nhân dân. Đồng chí là con người, là người con yêu quý, tự hào của quê hương Hưng Yên, của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, là người con điếu tú của đảng ta, của đất nước ta. Ghi nhớ công ơn to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đảng nhà nước đã quyết định xây dựng khu lưu niệm đồng chí tại xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, Gần 15 năm qua, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống để mỗi chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí để phấn đấu, nói gương, tiếp tục đổi công cuộc đổi mới đất nước mà đồng chí là một trong những người đề xướng và thực hiện. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh một lần nữa khẳng định tầm quan trọng giá trị to lớn của khu di tích lịch sử này khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn linh cùng với hệ thống các nhà tưởng niệm các danh nhân các di tích lịch sử văn hóa trong cả nước đã làm giàu thêm di sản văn hóa của dân tộc nói chung và của tỉnh hưng yên nói riêng tôi đề nghị đảng bộ chính quyền các cấp của tỉnh hưng yên tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu siêu tầm bổ sung tư liệu tài liệu hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của tổng bí thư nguyễn văn linh đảng bộ nhân dân tỉnh hưng yên nhất là huyện yên mỹ và xã sai phạm cần quan tâm giữ gìn, tôn tạo khu diu niệm này, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị lịch sử, chính trị to lớn của khu diu niệm, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tấm gương của đồng chí Nguyễn Văn Linh, người qua yêu tú của quê hương Hưng Yên và cách mạng Việt Nam. Thưa các vị khách quý, về thăm Hưng Yên lần này, tôi vui mừng nhận thấy tỉnh nhà đã có nhiều đổi thay, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Tự hào và nhận thức rõ trách nhiệm là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và tăng cường. Kinh tế xã hội phát triển khá toàn diện. Năm 2017, năm đầu tiên tỉnh Hương Yên đã tự cân đối thu chi ngân sách. Văn hóa xã hội đã có bước chuyển tích cực quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Trong thời gian tới, Đảng Bộ Chính quyền tỉnh Hưng Yên cần nhận thức rõ thời cơ và thách thức, triệt để khai thác lợi thế, vị trí địa lý, truyền thống văn hóa, lịch sử, kết cấu hạ tầng hiện có của tỉnh để tiến hành đổi mới, cơ cấu lại mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, tập trung xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh trong sạch, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hành, cần kiệm, liêm chính, trí chí công, vô tư. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống văn hiến và cách mạng, với sự đoàn kết sáng tạo của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, với những thành tựu đã đạt được trong những năm đổi mới, Hưng Yên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của, thả, của Đảng và sớm đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời. Chúc các đồng chí đại biểu, thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh và toàn thể nhân dân tỉnh Hưng Yên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp theo chương trình, Ban tổ chức trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bình, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí, đại biểu và bà con tỉnh Hưng Yên. Tôi là con cái thứ hai của đồng chí Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ. Được thay mặt gia đình phát biểu vài cảm nghĩ nhân buổi lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia khu liên niệm tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Khi gia đình nhận được tin này, mọi người đều rất vui mừng và xúc động. Thấy rằng nhà nước đã ghi nhớ đến người cộng sản Nguyễn Văn Linh mà suốt đời ông chỉ có công việc và cống hiến mọi khả năng của mình để giải quyết tất cả những công việc đó. Trước là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, sau là cuộc giải, sau giải phóng là, là cuộc xây dựng đất nước và bằng mọi cách chăn trở tìm tòi công việc đổi mới để đất nước thoát nghèo. Và cuộc đời của ông đúng là chỉ có công việc. Đảng và nhà nước đã ghi công ông đúng như người dân đã nói, uống nước nhớ nguồn. Gia đình tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn huyện ở tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ đã đứng ra tổ chức buổi lễ long trọng và chu đáo này. Tôi thay mặt gia đình và mẹ tôi bà đã năm nay đã 100 tuổi. Và cái tuổi đó thì là không ai người ta sẽ chúc mừng là uh, sống lâu trăm tuổi nữa mà sẽ sống lâu 110, 120 gì đấy. Thế bà rất muốn ra. Thế nhưng mà vì tuổi cao quá và nói chung sức khỏe cũng gần đây cũng không được, cũng hơi thất thường. Cho nên là chúng tôi đại diện gia đình ra đây để dự lễ. Cái lễ rất là long trọng này đối với gia đình. Thế tôi thay mặt cảm ơn và chuyển lời cảm ơn của bà già đến tất cả các đồng chí đến đảng và nhà nước đã tổ chức một cái buổi lễ cho gia đình cho 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 đồng chí nguyễn văn linh Cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đại diện gia đình Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh. Tiếp theo chương trình, Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến. Kính thưa anh Ninh, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Ninh, kính thưa đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương kính thưa đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành ở trung ương các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh kính thưa đại biểu đại diện gia đình tổng bí thư nguyễn văn ninh kính thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay, tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên thành kính tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh. Trong không khí trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta. Tưởng nhớ công lao các vị tiền nhân, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của đảng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Trong buổi lễ hôm nay, rất vinh dự cho đảng bộ và nhân dân tỉnh Hương Yên được đón nắng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tân Sang, được đón các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các cơ quan trung ương và tỉnh thành phố bạn đã về dự đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phát biểu khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí tổng bí thư nguyễn văn ninh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc và những giá trị to lớn của khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn ninh đồng thời biểu dương những kết quả của tỉnh Hưng Yên và yêu cầu nhân dân và cán bộ tỉnh Hưng Yên đoàn kết tập trung xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Thay mặt Đảng Bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí Thư sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng thành các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhất trân trọng cảm ơn đồng chí phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh bạn đại diện các gia đình đồng chí tổng bí thư nguyễn văn ninh nhân dân và cán bộ huyện yên mỹ xã giai phạm đã đến dự buổi lễ trọng thể này cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí và phóng viên đã về dự và đưa tin tôi tin tưởng rằng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện yên mỹ xã giai phạm hãy tiếp tục phát huy cao độ truyền thống quê hương thực hiện bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị của khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn ninh góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của quê hương văn hiến cách mạng quê hương của tổng bí thư nguyễn văn ninh xây dựng huyện yên mỹ xã giai phạm ngày càng giàu mạnh văn minh đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tôi đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ với huyện Yên Mỹ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu lưu niệm cùng với các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh đạo tỉnh trong việc tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhiệm vụ phát triển văn hóa, kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu ngày một cao của quá trình hội nhập và phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hưng Yên. Chúng ta xin hứa trước anh Ninh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh với truyền thống đoàn kết, kiên cường vượt khó của người Hưng Yên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh giàu mạnh và văn minh. Xin kính chúc đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại biểu gia đình tổng bí thư nguyễn văn ninh các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đại biểu khách quý và nhân dân tỉnh nhà luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công xin trân trọng cảm ơn Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu di tích lưu liệm tổng bí thư nguyễn văn linh đến đây kết thúc ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam